Có hố bên ngoài được đóng gói nhìn chung khá là ok, bên tông màu xanh lá và đen. Khá là chắc chắn đấy. Thì bên trong có các phụ kiện đi kèm cũng khá là cơ bản như là cắp sạc, sách hướng dẫn và một cái móc tai nghe. Wow, phải nói rằng chiếc tai nghe này nhìn cận cảnh thực sự đẹp. Bề mặt chân này thì được làm bằng chất liệu nhựa trần và da, mang đến cảm giác rất là tinh tế và cao cấp. Phím đa chức năng nhận tắt cuộc gọi được thiết kế dọc dài và bạ bóng, tạo cảm giác rất là hài hòa và dễ dàng sử dụng. Bên cạnh trái là nút nguồn, cạnh phải là nút tăng và giảm âm lượng. Còn bên trên này thì là cổng sạc micro USB, giúp ta có thể sạc dễ dàng ở bất cứ nơi đâu. Phần housing được làm bằng chất liệu silicone cho cảm giác đeo rất thoải mái và tránh được tình trạng đau tai khi sử dụng trong thời gian dài. Chiếc HM1000 này còn được đi kèm một móc gắn tai nghe. Với móc đeo này thì cho dù bạn có vận động mạnh hay di chuyển ở tốc độ cao đi chăng nữa thì cũng đừng mong nó rơi vào khỏi tai của bạn. Về độ tiện lợi thì khỏi bàn, khi mà cô gọi đến thì bạn sẽ chẳng phải mất công lôi điện thoại ra khi đang xách một đống đồ như thế này. Với HM1000 thì chỉ một nút bấm thì mọi vấn đề đã được giải quyết rất là đơn giản. Chiếc HM1000 này cho chất lượng đàm thoại rất là tốt ngay cả trong môi trường ồn ào ngoài đường, với khả năng lọc tiếng ồn rất hiệu quả. Thời lượng pin cũng ở mức khá là tốt và nếu sử dụng để thực hiện các cuộc gọi thông thường thì hoàn toàn có thể sử dụng thoải mái trong vòng một ngày. Chiếc tai nghe Bluetooth HM1000 này chắc chắn sẽ là người bạn công nghệ tuyệt vời, giúp bạn có những trải nghiệm vô cùng thú vị.